Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long dần hoàn thiện. Hiện 5 tỉnh được Bộ Nông nghiệp chọn thực hiện thí điểm đã xác định được diện tích và các hợp tác xã tham gia. Cụ thể, thành phố Cần Thơ triển khai khoảng 50 hecta tại hợp tác xã nông nghiệp Thuận Tiến. Tỉnh Kiên Giang đã đăng ký tham gia 340 hecta ở vùng sản xuất tôm lúa của hợp tác xã nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa. Tỉnh Sóc Trăng tham gia 50 hecta tại hợp tác xã nông nghiệp Hưng Lợi. Tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp cũng đăng ký mô hình điểm của địa phương là 50 hecta một mô hình. Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế cam kết hỗ trợ về kỹ thuật canh tác lúa phát thải thấp, cung cấp dịch vụ gieo xạ bằng máy, hỗ trợ 50% chi phí giống xác nhận, thiết bị đo mực nước tự động, đo đếm các chỉ tiêu nông học, tính toán hiệu quả kinh tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu không có gì thay đổi thì đến tháng 8 năm 2024 sẽ thu hoạch những tấn lúa giảm phát thải đầu tiên. Việc này sẽ được thực hiện trong 3 vụ liên tiếp để đánh giá về hiệu quả và chỉ số phát thải. Việc liên kết với nông dân để sản xuất theo yêu cầu của đối tác nước ngoài từ lâu đã được các doanh nghiệp ở trong nước thực hiện. Khi mà triển khai đề án 1 triệu hecta thì đã có những thuận lợi nhất định. Doanh nghiệp sẽ phối hợp với bà con theo đúng tinh thần và cách làm mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai để mang lại hiệu quả cao nhất cho đề án. Doanh nghiệp này tham gia cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào cho đề án. Thông qua các giải pháp kỹ thuật sẽ tiết giảm được khoảng 30% chi phí cho nông dân. Cụ thể như mô hình thí điểm ở thành phố Cần Thơ, đơn vị đồng hành cùng các giải pháp canh tác như dùi phân cùng lúc với gieo xạ sẽ giảm được công và số lần bón. Hỗ trợ về cái quy trình bón phân và được hỗ trợ về cái lượng phân bón là 50%. Thì sắp tới thì trong vụ hè thu 2024 cũng đang thực hiện một cái đề án khuyến nông trung ương để mà triển khai cái dự án 1 triệu hecta lúa. Chính sự vào cuộc quyết liệt của doanh nghiệp là điều kiện cần để nông dân thay đổi phương thức và tư duy sản xuất trên cánh đồng. Bà con liên kết sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đây là nền tảng để phát triển bền vững đề án 1 triệu hecta ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả ở phía trước là một là giảm giá thành cho nên đời sống được nâng lên, thu nhập được tăng lên. Và cái việc bán các cái sản phẩm bây giờ nó có chất lượng cao hơn, dễ bán hơn cái thương hiệu gạo của Việt Nam. Và ở đó nó ghi chứng nhận là giảm phát thải nhà kính. Thì gắn được cái logo đó chính là một bước để chúng ta xây dựng thương hiệu. Và chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được cái giá bán nó cao hơn. Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRI đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp trong nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp với 3 hợp phần chính. Cục trồng trọt cũng đã thông qua quyết định ban hành quy trình và sổ tay hướng dẫn để chuyển giao về cho 12 địa phương tham gia đề án. Điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao được yếu tố kỹ thuật với cán bộ địa phương bằng việc là tổ chức các lớp tập huấn cũng như đồng bộ việc sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long thành một chuỗi từ đầu đến cuối để đảm bảo được chất lượng. Sự vào cuộc quyết liệt của các doanh nghiệp diện trường đóng góp rất lớn trong đẩy nhanh tiến độ đề án. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá về hiệu quả của mô hình, tiến tới nhân rộng ra các địa phương còn lại. Lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tăng trưởng xanh. Đó là những thuật ngữ khá xa lạ với nhiều bà con nông dân. Tuy nhiên qua một thời gian tuyên truyền thực hiện thì mọi người đã dần hiểu và đồng hành cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các địa phương từng bước triển khai. Và sau thời gian chuẩn bị, đề án đã được khởi động. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Ngân hàng Thế giới thì rất là đồng hành. Thứ hai là tổ chức IRI và các cái tổ chức khác hôm nay cũng có nhiều cái đại sứ quán các nước cũng tham gia. Và họ xác định đây là cái mô hình trồng lúa chất lượng cao phát thải thấp đầu tiên của trên thế giới. Tổ chức Ngân hàng Thế giới xác định đây là cái mô hình trọng điểm của châu Á Thái Bình Dương. Cho nên đã được các cái tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các đại sứ quán của các nước rất là quan tâm. IRI đang làm việc chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện thành công dự án đầu tiên lớn nhất thế giới trong trồng lúa chất lượng cao và giảm phát thải. Thông qua đề án này, IRI cũng mong hỗ trợ tốt nhất cho nền nông nghiệp Việt Nam, cũng như là nâng cao thu nhập cho người nông dân, kết hợp giảm phát thải khí nhà kính.